xin lỗi chú Hiền, ngày dài chị không thịt nữa. Hả? Chị xin lỗi chú, ngày dài chị không thịt nữa, chị sẽ chú Chí vào chăn nuôi. Không thịt nữa? Và xin lỗi các bác, con thịt gà con quên con không bảo các bác. Chị nói lại em nào. Con xin lỗi các bác, con thịt gà con quên không, con không mời các bác. Chị xin lỗi chú Hoàng Hiền. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền thì vừa ấy làm về các bác. Đang ngồi cạnh cánh đồng này. Từ hôm qua đến hôm nay thì là các bác theo dõi video thì các bác cũng biết đang lại nóng lên về cái việc của nhà chị gái. Đấy. Gà là đi đâu mất mấy chục con gà. Đấy. Không biết là tình hình là đi đâu. Chị gái thì hôm qua thì lúc Hoàng Hiền quay cũng dọa nếu mà không nói thật thì là sẽ không giúp đỡ nữa. Đây, các bác thấy chị gái này. Từ hôm qua đến hôm nay chị điện cho Hoàng Hiền rất nhiều. Sáng ngày hôm nay thì là có điện nói là em Hoàng Hiền đang ở đâu, chị xuống nhà xin lỗi. Không biết là xin lỗi về cái gì. Thế thì Hoàng Hiền bảo là Hoàng Hiền đi làm là đang về ở đây rồi. Hỏi chị đang ở đâu thì bảo đi cắt cỏ ở đây. Vòng ở đây xem là xin lỗi cái gì. Chị này thì là thật ra thì là nếu mà chị có bán hay như nào đấy thì Hoàng Hiền thực sự thì cũng đấy là việc của chị thôi. Đấy. Chị khó khăn thì chị bán, chị nuôi, chị có quyền bán, nhưng mà có nghĩa là Hoàng Hiền muốn biết chính xác là cái gà là đi đâu thôi. Đấy. Cần cái sự trung thực, chân thật thôi. Đấy. Còn riêng chị này thì là nhiều bác theo dõi video thì cũng có gọi cho Hoàng Hiền là cũng nói là và cũng có tư vấn, thì Hoàng Hiền cũng nghĩ lại là các bác báo là gà thì là có nghĩa là nó bị chết dần chết mòn từ cái ngày xưa ấy. Đấy. Hoàng Hiền về theo dõi lại video thì cũng thấy là nó cũng ít thật. Đấy. Nhưng mà chị này là do chị không biết đếm. Không biết đếm nên là còn bao nhiêu mất bao nhiêu không biết. Đấy. Chào các bác, chị chào chú Hiền. Để gọn đường cho họ đi. Gọn gọn đây. Để gọn cho họ đi. Được rồi, chống vào. Đạp nó đổ ấy. Đạp cái ấy vào. Xin cỏ như này. Cháu xin nhà bà Lầu. Xin bà Lầu. Vâng. Qua cũng chắc được. Thế là như nào tình hình điện cho em xin lỗi cái gì? Chị xin lỗi chú. Chị xin lỗi chú, gà chết nhiều quá nên là chị không gọi cho chú được. Mới lại thằng Thành nó không có cái gì ăn nữa, là chị thịt mấy con cho nó ăn. Thịt gà ăn á? Thịt đang gà to à? Gà to à. Thịt bao nhiêu con rồi? Thịt 4 con rồi. Thịt 4 con. Cho thằng Thành ăn. Cho Thành ăn. Có bán không nào không? Thì không, nó chết dần chết mòn đấy. Chết dần chết mòn. Không bán nào đâu gì? Không. Chắc chắn không? Chắc chắn. Như này nhá, thật ra thì là từ hôm qua đến hôm nay ấy, thì là em cũng đã hỏi xung quanh rồi. Đấy, vì là Hoàng Hiền thì là xóm và chị gái quen biết rất nhiều. Đấy, cũng hỏi các bác ở hàng xóm. Thế
xem nó có bán gà không. Đấy. Thì cũng thông báo bác là các bác thì không phát hiện ra là bán gà. Đấy. Chỉ nó không bán đúng không? Ừ. Thịt ăn này. Nhưng mà không phải 4 con đâu, chắc thịt nhiều hơn. Ừ, thịt 5 6 con. Thế mà kêu 4 con. Dạ. Không biết đếm đúng không? Không. À. Chắc là thịt liên tục đúng không? Ừ. Đàn gà to à? Đàn gà to à. Nó bé bé rồi đã thịt rồi. Được cân rưỡi đã thịt rồi. Gà to phải được 2 cân rồi. 2 cân rồi à? Ừ. Các bác bảo là mẹ con nhà gái thì thịt gà thì có. Đấy. Đấy, mấy hôm mà thịt liên tục, không biết là mua gà hay là gà nhà. Còn bán thì là không thấy ai vào, không thấy em đi bán. Đấy. Thật ra em nói với chị gái này nhá. Gà của chị, lợn của chị, bò của chị, các bác giúp đỡ chị là tài sản của chị rồi. Em là người kết nối và người theo sát giúp đỡ cho mẹ con nhà chị. Bởi vì mẹ con nhà chị là người mà bệnh tật, yếu thế, kém hiểu biết. Đấy. Cần sự giúp đỡ thì em mới giúp đỡ. Đấy, nhưng em cần một cái là nói thật. Đấy, chị hiểu chưa? Ừ. Nói đúng sự thật. Để em còn biết nắm bắt được tình hình. Đấy. Bây giờ là có thịt ăn thì à hôm qua chị bảo em luôn em đi là không có đồ ăn hay là con thèm ăn thì là mẹ con thịt gà ăn bình thường. Em có bảo gì đâu. Hay là sợ không mời em nên là sợ trách à? Không phải. Hay như nào? Chị sợ chú mắng. Sợ mắng à? Ừ. Đây là của chị. Chị muốn ăn thì chị thịt. Đấy. Chị không phải mua đồ ăn ở ngoài nó to rồi thì thịt được thì là thịt. Không vấn đề gì cả. Em không có trách móc thì cái vấn đề đấy mà. Cũng không có một bác nào bác ấy trách chị là cái việc thịt gà ăn cả. Bởi vì mình nuôi là mục đích của mình là một là sử dụng. Đấy. Sau đó thì mới bán. Đúng không? Đấy. Chưa hết phục mục đích sức khỏe của mình đã. Không ai trách. Nhưng em trách chị một cái là chị không nói cho em. Chị hiểu chưa? Đấy. Nhưng mà chắc chị thịt chắc được 10 con thôi. Đấy. Còn lại là cũng phải mấy 10 con nữa. Thì là em cũng thật ra thì là cũng chia sẻ các bác là chị này thì là chị không biết đếm. Đấy. Mà nuôi từ lúc bé đến bây giờ thì chắc là nó cũng bị chết dần chết mòn. Đấy. Xong là đúng không? Không là vậy, không đếm, không biết gì hết đúng không? Vậy là cứ còn bao nhiêu con thì nó còn nữa các bạn. Đấy. Đấy là một mỗi hôm mà ví dụ một tuần nó chết 5-7 con thì nó nhân lên thì cũng nhanh các bác. Đấy. Chị này thì chăn thì không được như nhà cô Toán tí hon. Cô Toán thì cô ấy kỹ thuật mà cô ấy cám bã, cô ấy nhiều, đầy đủ. Đấy. Cũng phải chia sẻ các bác thẳng thắn là như vậy. Và kiến thức thì có. Đấy. Nhưng riêng chị gái này thì kiến thức không có, cám bã thì cũng không có nhiều. Chia sẻ các bác là như vậy. Nên là nhiều bác cứ bảo là chị này mà Hoàng Hiền bảo chị nhốt gà vào đi. Thế các bác thực sự là cái Hoàng Hiền bảo chị nhốt rồi đấy. Nhưng các bác xem là hôm nào Hoàng Hiền lên cái chuồng cũng ngầy ngụa. Đấy. Mà cám thì cũng không có nhiều. Đấy. Chả hiểu chị kiểu gì. Có dọn được cái chuồng không? Có. Thế sao lúc nào mà cũng để chuồng nó bẩn? Sáng mai chị lại dạy chị dọn chuồng gà, quét rác chấu ra rồi. Đấy, cái dịp trước là bác xem video là Hoàng Hiền có nghĩa vào liên tục ấy, ngày này vào ngày kia, nhưng mà vào hôm nào cũng thấy chuồng ngầy, chuồng nó ẩm, nó ướt, nó bẩn. Đấy. Nên là mới bảo là thả gà ra để nó ra ngoài nó đỡ bẩn cái chuồng, nó có đồ ăn, nó có thức uống ở ngoài tự nhiên nữa. Để kết hợp ở trong nhà nữa, bởi vì chị này là chị mồ cũ đốc này các bác ạ. Bảo ở nhà chăn bò, chăn gà, chăn bê, nhưng mà chị là mò cua đốc suốt, không ở nhà là thường xuyên. Đấy. Nên là có khi chị chăn buổi sáng này nhá. Đấy, nhưng mà buổi trưa là chị có nghĩa là mò ốc, mò cua ở sông tận trưa mới về. Đấy. Mà trưa về thì chuồng nó lại ngày nó bẩn hết rồi, gà thì nó không ai chăn, không có cái gì ăn, là nó nấm na nấm nem, là nó sinh ra bệnh tật. Nên là bắt buộc là phải thả ra ngoài để nó à buổi sáng bà ấy chăn thì là ví dụ như bà ở nhà bà chăn được thì tốt, còn không mà bà ấy phải đi bắt thì là nó còn ra ngoài nó kiếm con run con dế rồi các bác. Đấy, các bác cũng hiểu là như vậy. Chứ thật ra thì là khổ thì vẫn là khổ rồi, nhưng mà rất là vất đau đầu với nhà chị này.
Đấy. Mấy hôm nay các bác điện rất nhiều. Sau khi mà các bác mà điện cho Hoàng Hiền chia sẻ lại thì Hoàng Hiền xem lại các video thì cũng thấy là gà là cái số lượng như vậy thì nó cũng là trong thời gian gần đây là số lượng gà nó như vậy. Đấy, nó cũng không giảm đi nhiều. Thì cũng đúng là khớp với lại chị gái này, chị nói là thịt khoảng độ chục con. Đấy, mới lại là nó bị tùa dần tùa mòn. Đúng không? Còn không bán đâu gì? Không. Thế gà về như nào rồi? Gà là chị sáng rồi chị chăn lắm, chị nhốt vào rồi trưa về chị lại chăn tiếp. Nhốt ở đâu? Nhốt ở trong chuồng. Chuồng nào? Chuồng bò cũ ấy. To chuồng bé? Chuồng bé to à. Nhốt hết chưa? Nhốt hết rồi. Kín hết chưa? Kín hết rồi. Chăn chưa? Chăn rồi. Rác chấu chưa? Rác chấu vào rồi. Có làm được chuồng sạch như nhà cô Toán không? Có. Có dọn được sạch không? Dọn sạch mà. Dọn sạch mà. Chắc chắn không? Chắc chắn. Lúc em vào cái chuồng bẩn thế nào? Vừa sáng mà chị dọn những quầy rác chấu ra rồi. Cô Toán cô dọn liên tục ấy. Ừ. Nó khô ráo chuồng đấy. Ừ. Cho nó ăn đầy đủ vào. Thế Thành nó đòi ăn à? Thịt nó như nào? Thành nó đòi ăn. Ừ. Ai thịt? Chị thịt. Ừ. Luộc hay sao? Chị cho vào chị luộc cho nó ăn. Ừ. Ăn ngon không? Chị ăn ngon mà. Ừ. Thế mà hôm qua bảo là nói thật hay không nói? Chị qua. Qua không dám nói chú sợ chú quát. Sợ quát à? Ừ. Hả? Chị xin lỗi chú, ngày dài chị không thịt nữa, chị sẽ chú Chí vào chăn nuôi. Không thịt nữa? Không. Tú Chí chăn nuôi. Úi giời. À. Quyết tâm không thịt nữa? Không. Không thèm ăn nữa? Không. Ừ. Thèm ăn quá làm nào? Thèm ăn quá thì... Nhìn thẳng máy quay này. Thèm ăn quá thì xa Thành vào thôi quan ạ, thôi để nuôi. Ừ. Khoanh tay xin lỗi cơ. Đây. Không phải khoanh tay. Bỏ cái tay ra. Như này nhé, thật ra em nói quan điểm rõ ràng rồi. Gà là của chị. Đấy, lợn cũng là của chị. Bò là của chị. Em kết nối các bác giúp đỡ là của chị rồi. Hiểu không? Chị, mẹ con chị muốn ăn gà, chị thịt không vấn đề gì cả. Không có gì mà lỗi lầm gì cả. Đấy, nhưng một cái lỗi em trách chị hôm qua là chị không có thật với em. Hiểu chưa? Cứ nói hôm qua là thịt bao nhiêu đấy để em biết đường tính toán, hiểu chưa? Và một cái nữa là biết là gì không? Không. Không biết là gì? Là người chăn nuôi thì nó phải sạch sẽ vào. Ừ. Chuồng trại dọn nó gọn vào. Làm cái gì làm phải tu trí mà chăm nhìn như cô Toán người ta chăn ấy. Được chưa? Ừ. Thì mới có thành quả được. Chứ bây giờ mình 150 con, bây giờ còn có 40 con. Thì cho thịt 10 con, 50 con thì mất 2 phần 3 rồi thì làm cái gì? Đúng không? Nếu bây giờ mà nó còn nguyên cả 150 con thì có phải là đã giàu rồi không? Tập trung vào nhìn người ta chăn thì mình cũng phải chăn được chứ, người ta cũng là người chứ. Biết là bệnh thì tật rồi thì cũng biết rồi. Đấy, nhưng mà... là chị cứ thế là không được. Đấy, em giúp em không đi vui, các bác theo dõi video không vui. Các bác bình luận nhiều lắm, chị có xem bình luận không? Có. Chị có đọc bình luận được không? Chị không. Thành có đọc không? Thành đọc. Ừ. Có biết không? Biết. Rút kinh nghiệm ra được chưa? Rút kinh nghiệm rồi. Ừ. Bác điện cho em nhiều cũng đau đầu. Đấy. Là bây giờ thì qua cái việc này thì cũng chia sẻ các bác là hôm nay thì cũng rõ được là cái đầu đuôi câu chuyện là như nào. Đấy. Chị gái thì chị điện cho Hoàng Hiền chiều hôm qua sáng hôm nay rất nhiều. Hôm qua Hoàng Hiền không nghe. Đấy. Sáng hôm nay thì Hoàng Hiền đi dậy, đang dậy thì mới nghe ra chơi ấy. Đấy. Xong rồi lúc về thì chị bảo là chị xuống nhà xin lỗi.
Thế thì Hoàng Hiền có việc gì? Đấy, thì chị bảo cứ xuống xin lỗi. Thế thì Hoàng Hiền mới bảo là đang về gần đến đây rồi, thế thì rẽ vào đây luôn, không phải xuống nhà nữa. Thì xem là hỏi rõ xem là tình hình là như nào, nguyên nhân do đâu, gà đi đâu. Đấy, thì sau đó thì đúc kết lại cộng với lại Hoàng Hiền cũng đã hỏi hàng xóm là chị này không có bán. Đấy, kết hợp với các bác bình luận video, các bác gọi điện thoại cho Hoàng Hiền thì Hoàng Hiền cũng theo dõi lại các cái video mà quay trước đây. Đấy, thì cũng đếm cái số lượng gà trong video ấy, thì cái số lượng gà trong cái khoảng từ đúng là to khoảng một tháng trở lại đây ấy, thì nó cũng không có chênh nhiều. Đấy, thì chắc chắn là nó bị tùa là từ lúc bé bé rồi đúng không, nó tùa dần tùa mòn đúng không, xong là chị là đếm là không biết đúng không. Vậy là cứ có bao nhiêu con là chăn từng đấy đúng không. Đấy, bao nhiêu con là chăn từng đấy các bạn, xong rồi cứ thịt thôi. Nên là hôm qua hỏi thế là chắc là sợ là phát hiện ra là thịt ăn nên là không dám nói đúng không. Xong rồi Hoàng Hiền dọa là không vào quay nữa, không giúp đỡ nữa, là bắt đầu là mới nói ra sự thật. Xin lỗi. Đến mệt với mẹ con rồi chị. Thế Thành này đi học không? Thành cháu mày có. Nhốt gà rồi gì? Nhốt rồi. Thôi được rồi, bây giờ nhốt cũng được, nhưng mà tập trung vào chăn cho nó ăn nhá, chuồng sạch nhá. Đừng để bẩn nhá. Và bây giờ đắp những cái đất, những cái gốc ngô là nó niêu siêu ấy, gà nó bới ấy. Rõ chưa? Đắp đất lên để nó cây ngô đứng lên, không là nó mưa là nó đổ đấy. Đồng bây giờ đi đường đồng là ngô là nhiều bãi là bị đổ rất nhiều, cắt cho bò hết. Nhá. Đắp đất nó kín rồi để em đi kiểm tra nhá. Gà là nếu mà để một lần em thấy chuồng bận là mẹ em lại không giúp đâu ấy. Trước thì chị biết đấy. Chị nhìn thấy có toán chăn chưa? Nhìn thấy rồi. 50 con người ta đẹp như đều như chia, không một nào bé. Đấy. Còn chưa? Này. Vậy lúa là xong chưa? Bên lúa ở bên đồng xanh rồi. Xanh rồi gì? Thôi được rồi nhá. Lúa chậm mới được gặt đâu. Con xin lỗi các bác, con thịt gà con quên, con không bảo các bác. Thì nói lại em nào. Con xin lỗi các bác, con thịt gà con quên, con không mời các bác. Chị xin lỗi chú Hoàng Hiền. Các bác thấy không? Chị này chị hồn nhiên như cô tiên. Không được rồi, về nhớ nhá. Em thì em không trách gì đâu, nhưng bây giờ có một cái là về phải tập trung vào chăn nuôi, chăn thật tốt vào. Còn 40 con đấy là chăn thật to nó lên, thật đẹp nó lên. Chăn vượt gà của Toán này to hơn đi. Được chưa? Thì các bác theo dõi video các bác mới vui được. Thì sau chị bán thì mới có tiền được. Được chưa? Con đi về cho bò ăn đi nhanh lên. Đi lận ông ngã. Xong cắt đôi ra cởi cho dễ. Chị này thì chị cũng thật là các bác là cũng chịu khó làm ăn đấy. Một cái này không biết tính toán là được, không thể tính được các bác. Nếu mà Hoàng Hiền mà không giúp này, không thể làm, khẳng định các bác không làm một tí gì luôn, không làm được ấy. Đấy. Có nghĩa là làm thì vẫn làm, nhưng mà không biết để nó mà làm chăm sóc như nào, chăn nuôi ra sao, sáng tác việc là như nào. Đấy. Cứ phải cầm tay chỉ việc. Đấy. Gọi là thiên lôi mà. À, chỗ này phải làm như này. Đấy. Thì mới làm được. Đấy. Xong bệnh tật nữa cũng khổ. Thật ra thì chỉ thịt gà ăn thì Hoàng Hiền cũng không trách. Chả ai trách cái việc đấy cả.
ăn thịt thì nuôi được thì ăn cho ai vào gì đâu. Ghét một cái là không nói để biết xem là mất hay như nào, ăn trộm hay như nào, bán biết hay như nào, nói rõ để biết được, biết cái phương hướng xử lý. Thế thì cũng biết rõ cái nguyên nhân rồi, thì cũng các bác theo dõi video thì cũng biết rồi nhá. Đấy. Không phải lo là suy nghĩ là như nào. Đấy. Chị này là nó bị tùa, chắc là nó tùa gần tùa mòn các bác. Tuần nó mỗi hôm 1-2 con, tuần nó 5-7 con. Vài tuần là nó tùa cũng nhanh. Lên khổ các bác, mẹ con chị ạ. Kiến thức thì không có. Hiện kết thúc cái video của mình đây nhé. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin chào tất cả các bác và xin kính chúc các bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Các bác có thể là comment những cái ý kiến của mình nhé, quan điểm của mình về cái sự việc của chị gái lần này nhé, loại của bán lúa ở dưới kia. Bãi mà các bác xem là gieo mạ, gieo mạ chị gái với chú lợi đi cắt mạ. Mấy ngày hôm nay là chị gái với chú lợi là đã không đổi công nữa các bác nhé, đã đổi công xong rồi. Bây giờ là chỉ có đi làm thuê, xới thuê thôi. Chị gái cũng xới thuê mấy bãi. Xin chào.